Bệnh viêm gan bí ẩn gây tử vong ở trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên toàn thế giới. Báo Anh Daily Mail dẫn số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu ECDC cho biết, hơn 450 trường hợp trẻ mắc bệnh viêm gan bí ẩn tại 21 quốc gia trên toàn thế giới đã được ghi nhận. Trong số này, ít nhất 12 trẻ đã tử vong. Hai ca tử vong mới nhất được công bố ở Palestine và Ireland vào ngày 13 tháng 5. Con số thực chắc chắn sẽ cao hơn vì Anh cũng vừa phát hiện thêm 13 trường hợp khác. Các chuyên gia y tế cũng tin rằng đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Các ca tử vong trước đó được xác nhận gồm 5 trường hợp ở Mỹ và 5 trường hợp Indonesia. Hầu hết trẻ mắc viêm gan bí ẩn đều dưới 10 tuổi. Trường hợp đầu tiên được phát hiện vào cuối tháng 4. Tới nay, Anh đã ghi nhận 176 trường hợp, trong khi Mỹ là 110. Theo Daily Mail, có ít nhất 26 trẻ nhỏ đã phải cấy ghép gan. Các nhà khoa học đang bối rối vì chưa thể tìm ra chính xác căn nguyên gây bệnh. Có giả thuyết cho rằng nó có thể do nhóm adenovirus gây bệnh cảm lạnh thông thường gây nên. Các loại virus phổ biến gây viêm gan gồm virus viêm gan A, B, C và E. Tuy nhiên, chưa có bất cứ trường hợp nào được báo cáo có sự liên hệ giữa virus gây bệnh viêm gan bí ẩn với các loại virus nói trên. 3/4 các trường hợp ở Anh có kết quả xét nghiệm dương tính với adenovirus. Các nhà khoa học đang tìm hiểu xem liệu adenovirus đột biến có thể tiến triển trở nên trầm trọng hơn hay không. Họ cũng đang nghiên cứu liệu sự thiếu hòa nhập với xã hội trong thời kỳ đại dịch COVID-19 có thể làm suy yếu khả năng miễn dịch ở trẻ hay không. Các nhà khoa học cũng không loại trừ bệnh viêm gan bí ẩn này có sự liên hệ với một biến chủng cũ nào đó của COVID-19. Trong một diễn biến kỳ lạ vào tuần trước, giới chức y tế Anh cũng đang điều tra xem liệu phơi nhiễm với chó có phải là nguyên nhân gây viêm gan bí ẩn hay không. Sở dĩ có điều này vì giới chức y tế Anh ghi nhận nhiều trẻ mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở các gia đình có nuôi chó. Thực tế, chó được xem là vật chủ có khả năng mang các chủng adenovirus. Dù chưa tìm ra nguyên nhân gây bệnh viêm gan bí ẩn, song các nhà khoa học loại trừ khả năng do vaccine phòng COVID-19 bởi hầu hết trẻ em mắc bệnh đều chưa được tiêm vì chưa đủ tuổi. Trong hướng dẫn mới nhất, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ đã yêu cầu các bác sĩ điều trị viêm gan cho trẻ em phải lấy mẫu gan để phân tích. Cha mẹ nên đến gặp bác sĩ nếu phát hiện con có các triệu chứng của bệnh viêm gan, bao gồm phân màu xám, nhạt, nước tiểu sẫm hoặc vàng mắt, vàng da.